Trận cầu đinh giữa Liverpool và Arsenal đã diễn ra vào đêm qua và đó chính là cập nhật đầu tiên trong bản tin ngày 24 tháng 12. Bên cạnh đó, nhiều tin tức đáng chú ý về làng túc cầu cũng sẽ xuất hiện trong clip ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Belove Fan News và chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Liverpool chia điểm với Arsenal. Man United nhận thất bại trước West Ham. Tottenham hạ gục Everton. Trận cầu được mong chờ nhất vòng 18 EPL, Liverpool cùng Arsenal đã cống hiến cho khán giả 90 phút mãn nhãn. Theo đó, sự hấp dẫn được tạo ra ngay từ đầu và bàn thắng đã đến từ khá sớm. Cụ thể, Gabriel là người giúp pháo thủ vượt lên dẫn trước ở phút thứ tư và buộc Liverpool phải dâng cao tìm bàn gỡ. Việc này sau đó đã tạo ra kết quả với pha lập công đẳng cấp của Salah ở phút 29. Được biết, 1-1 là kết quả khi hai đội bước vào giờ nghỉ và sự căng thẳng tiếp tục được duy trì trong thời gian còn lại của đại chiến. Tuy vậy, dù rất nhiều cơ hội được tạo ra trong hiệp 2, nhưng không bên nào có thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Liverpool hòa Arsenal 1-1 sau 90 phút cực kỳ kịch tính. Kết quả trên đồng nghĩa với việc pháo thủ vẫn duy trì ngôi đầu ở bảng xếp hạng, còn The Cop xếp sau với một điểm ít hơn. Đến làm khách trên sân của West Ham sau khi có trận hòa đầy tích cực trước Liverpool, nhưng Man United lại khiến các fan phải thất vọng. Cụ thể, dù cầm bóng và tung ra được nhiều cú sút hơn đối thủ trong 45 phút đầu tiên, nhưng Quỷ Đỏ đã bất lực trong việc mở tỷ số nên đành bước vào giờ nghỉ với kết quả hòa không đều. Mọi chuyện sau đó trở nên tệ đi với thầy trò Ten Hag khi West Ham có bàn thắng ở phút 72. Không lâu sau đó, Mohamed Kudus nhận đôi cách biệt cho búa tạ và đây cũng là pha lập công cuối cùng của cuộc đấu. Chung cuộc, Man United nhận trận thua 0-2 và hứng chịu vô vàn chỉ trích từ các fan cũng như giới chuyên môn. Được chơi trên sân nhà trong cuộc đụng độ Everton và Tottenham đã có bàn mở tỷ số từ rất sớm. Cụ thể, Richarlison là người lập công cho gà trống ở phút thứ 9 trước khi Son Heung-min nhân đôi cách biệt không lâu sau đó. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của hiệp 1 nên đại diện thành London đã bước vào nửa sau cuộc đấu với việc dẫn trước 2-0. Thời gian còn lại, ghi nhận việc Everton có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và đây cũng là pha lập công cuối cùng của cuộc đấu. Được biết, thắng lợi sát nút đêm qua đã giúp gà trống có mặt trong top 4 khi vòng đấu này khép lại. Cập nhật trên cũng đồng nghĩa với việc Man City hiện đã tụt xuống vị trí thứ 5. Thế nhưng, thầy trò Pep Guardiola đang đá ít hơn các tập thể trong top 4 một trận. Đến làm khách trên sân của đối thủ Luton Town và Newcastle đã gây ấn tượng khi có thời gian cầm bóng gần gấp đôi đối thủ. Tuy vậy, Trích Chòe lại không thể có được bàn thắng dù đã tung ra 15 cú sút. Ở chiều đối diện, Luton Town thể hiện sự hiệu quả với pha lập công ở phút 25. Chung cuộc, Newcastle nhận trận thua tối thiểu và đang có 29 điểm sau 18 vòng đấu. Atlético Madrid đụng độ Sevilla ở trận đấu bù vòng 4 La Liga và hai bên đã không thể mở tỷ số trong 45 phút đầu tiên. Mọi thứ chỉ thay đổi trong hiệp 2 khi Marcos Llorente giúp Atlético Madrid vượt lên dẫn trước. Tuy vậy, tấm thẻ đỏ của Kaká Soyuncu cũng khiến cho các fan của Roger Blancos phải sống trong lo lắng. Thế nhưng Sevilla lại không tận dụng được lợi thế về mặt quân số để có được bàn thắng gỡ hòa. Điều này đồng nghĩa với việc Atlético Madrid đánh bại Sevilla với tỷ số tối thiểu. Kết quả trên giúp thầy trò Diego Simeone có 38 điểm và đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Đến làm khách của đối thủ dưới cờ Frosinone trong trận cầu tối qua và Juventus là bên mở tỷ số ở phút thứ 12. Đây cũng là pha lập công duy nhất của hiệp 1 và lão bà thành Turin đã bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Tuy vậy, các nỗ lực của đội chủ nhà giúp họ có được bàn gỡ hòa phút 51. Thế nhưng vào thời điểm Juventus gặp khó thì Vlahovic đã lên tiếng để ấn định chiến thắng 2-1 tương đối kịch tính. Được biết, sau trận cầu tối qua thì lão bà thành Turin có trong tay 40 điểm và đang duy trì một vị trí thuộc top đầu của Serie A. Chỉ phải gặp đối thủ dưới cờ Lecce ở vòng 17 Serie A và Inter Milan đã có 90 phút không quá căng thẳng. Ở nửa đầu cuộc đấu, Nzazori chơi lấn lướt đối thủ và có được bàn mở tỷ số do công của Jan Bisek. Mọi chuyện sau đó sớm an bài khi Nicola Barella lên tiếng ở phút 78 để nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Chung cuộc, Inter Milan đả bại Lecce với tỷ số 2-0 để tiếp tục dẫn đầu Serie A. As Roma tiếp đón Napoli trên sân nhà trong trận cầu đêm qua và hai đội đã cống hiến cho khán giả một cuộc đối đầu rất căng thẳng. Cụ thể các bên đều có những cơ hội của riêng mình nhưng không thành công với việc mở tỷ số trong hiệp 1. Kịch tính sau đó đã được đẩy lên cao khi Napoli bị đuổi một người ở phút 66. Tận dụng lợi thế về mặt quân số, AS Roma có được bàn thắng của Lorenzo Pellegrini để vượt lên dẫn trước. Chưa dừng lại đó, tập thể Á Bã Châu còn có thêm một pha lập công ở phút bù giờ của Lukaku. Ở chiều ngược lại, Napoli không thể chọc thủng lưới đội bạn và đành chấp nhận thất bại khi trọng tài nổi còi mãn cuộc. Cập nhật trên cũng khiến cho cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch của đội bóng này trở nên xa vời. Ten Hag đang nhận sức ép khổng lồ sau trận thua West Ham và chiến lược gia người Hà Lan đã chọn cách đưa ra lời bào chữa trong buổi họp báo. Cụ thể, ông thầy 53 tuổi gây chú ý với phát biểu: "Chúng tôi chiếm ưu thế nhưng không ghi bàn. Man United hoàn toàn kiểm soát cuộc đấu và không cho đội bạn cơ hội đến tận phút thứ 72." Ole Gunnar Solskjaer đã nghỉ ngơi một thời gian rất dài khi chưa đến làm việc ở đội bóng nào. Tuy vậy, thực trạng trên có thể sẽ sớm kết thúc khi sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ vừa nhận được một lời đề nghị khá thú vị. Theo đó, ông lớn của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Beşiktaş đã sa thải huấn luyện viên Zira Kalimbey và lập tức mời chào Ole một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài 18 tháng. Đây là một lời đề nghị đáng để cựu thuyền trưởng Quỷ Đỏ cân nhắc trước khi đưa ra phản hồi chính thức. Manchester United mang đến sự thất vọng lớn cho giới chuyên môn. Do đó, một cựu cầu thủ từng nhiều năm khoác áo đội chủ sân Old Trafford là Peter Schmeichel vừa thể hiện sự bức xúc của bản thân cùng tuyên bố: "Có quá nhiều cầu thủ trong đội không xứng đáng chơi cho Man United." Được biết, phát biểu kể trên của Peter Schmeichel đã nhận về nhiều sự đồng tình của các fan Quỷ Đỏ khi họ thực sự nóng mắt trước màn trình diễn của không ít ngôi sao trong đội. Ở tuổi 38 thì Cristiano Ronaldo vẫn miệt mài chinh phục những cột mốc vĩ đại mới. Theo đó, bàn thắng mà Serie A vừa thực hiện trong trận thắng gần nhất của Anas đã là lần thứ 870 mà tiền đạo người Bồ Đào Nha tìm thấy mảnh lưới đối thủ. Thêm một cập nhật đáng chú ý là trong thống kê trên thì có tới 500 bàn thắng được Ronaldo ghi sau khi bước qua tuổi 30. Quả thật là thú vị, và ngay tại thời điểm này thì ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn đang đua tranh quyết liệt với một vài đồng nghiệp trẻ tuổi hơn để trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023. Dù mới nhận được phán quyết có lợi từ tòa án, nhưng Super League lại gặp khó khăn khi hàng loạt câu lạc bộ đã phát ra tín hiệu cự tuyệt việc tham gia sân chơi trên. Tuy nhiên, có thể mọi chuyện chưa tệ như nhiều người đang nghĩ. Nhận định này dựa trên phát biểu của giám đốc điều hành của Super League Ben Reichardt với nội dung: "Một trong những câu lạc bộ vừa đưa ra tuyên bố chống lại Super League đã gọi cho tôi và nói: Chúng tôi nói không trước công chúng nhưng chúng tôi ủng hộ bạn." Tất nhiên, danh tính ông lớn bí mật trên rất khó được tiết lộ, nhưng chắc chắn Super League sẽ còn gặp không ít khó khăn trong thời gian tới. Một trong những yếu tố giúp cho Aston Villa bay cao thời gian qua chính là phong độ cực kỳ thuyết phục của đội bóng này khi chơi trên sân nhà. Theo đó, thầy trò Unai Emery đã tạo ra thành tích 15 chiến thắng liên tiếp trên thánh địa Villa Park tại EPL và nhận được sự tán dương lớn từ giới chuyên môn. Tuy vậy, cập nhật đáng tự hào trên đã chấm dứt khi Aston Villa chỉ kiếm được một trận hòa vào 18 ngoại hạng Anh. Điều đặc biệt là tập thể đã làm được việc mà nhiều ông lớn của Premier League thất bại lại chỉ là đội bóng thuộc nhóm cầm đèn đỏ Sheffield United. Đây tiếp tục là chi tiết cho thấy sự khó lường cũng như tính hấp dẫn của giải đấu số 1 xứ sở sương mù. Manchester City vừa tạo ra dấu ấn lớn bằng chức vô địch FIFA Club World Cup. Đứng trước thành tích trên, thì huấn luyện viên Pep Guardiola đã tỏ ra vô cùng tự hào với câu lạc bộ chủ quản bằng phát biểu: "Tôi muốn nói rằng chúng tôi có cảm giác sẽ khép lại một chương bằng chức vô địch FIFA Club World Cup. Câu lạc bộ đã giành được tất cả danh hiệu và tôi có cảm giác công việc đã hoàn thành. Tôi rất tự hào với câu lạc bộ khi đó là điều mà chưa đội bóng Anh nào đạt được." Quả là một phát biểu đầy cảm xúc, nhưng nó cũng đem đến cho các fan The Citizen sự lo lắng khá lớn. Nguyên nhân là do không ít cổ động viên lo sợ Pep sẽ sớm rời sân Etihad sau khi đã chinh phục mọi vinh quang có thể cùng ông lớn của bóng đá Anh. Tranh thủ thời gian không phải thi đấu thì tiền vệ Jude Bellingham đã bay về Anh để đến cổ vũ em trai Jude Bellingham. Cụ thể, trụ cột Real Madrid vừa có mặt tại sân vận động ánh sáng để thưởng thức trận cầu giữa Sunderland và Coventry City. Được biết, giống với người Anh nổi tiếng thì Jude Bellingham cũng có tiềm năng phát triển rất lớn và đang nhận sự quan tâm của không ít câu lạc bộ tên tuổi. Dù chỉ gắn bó với Man United một thời gian ngắn nhưng tiền đạo Wolfsburg vẫn được các fan Quỷ Đỏ vô cùng yêu quý. Nguyên nhân là bởi chân sút người Hà Lan tỏ ra cực kỳ trân trọng cơ hội khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Nhận định trên đã được thể hiện qua phát biểu của Wolfsburg cùng nội dung: "Lúc tối muộn, người đại diện Simon Christopher gọi cho tôi khi tôi nằm trên giường với con gái. Tôi bắt máy và nghe thấy Man United muốn có mình. Tôi đã đánh rơi điện thoại và bật khóc ngay lập tức." Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu hết những thông tin đáng chú ý nhất về thế giới bóng đá trong 24 tiếng qua. Những cập nhật nóng hổi tiếp theo làng tốc cầu sẽ tiếp tục xuất hiện trên các video thuộc hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Các bạn hãy chú ý đón xem. Còn giờ thì xin chào và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và bình an.